Một lúc sau thì tầm khoảng 15-20 phút sau thì bạn em có nói là bây giờ tao đi mua 10 con gấu đấy cho mày, mày cứ ngồi đây chơi với anh tao, với lại tí nữa tao sẽ mang đồ ăn quay về cho mày. Em vẫn tin, sau khi em có ngồi lại. Và một lúc sau thì anh có những hành động động chạm với em quá. Em còn nói dối là em đi vệ sinh và em phải chuồn mất. Đợt đấy em lần đầu em đi game show. Mà em cũng nhớ là gần như là cái show đầu tiên của em. Thì đấy là lần đầu tiên em bị quấy rối tình dục ở ngay trong cái phòng thay đồ ấy. Ủa da lông đâu rồi mấy em? Ủa em nè. Ủa chị Lohan đâu? Lohan đâu rồi gắn chun? Gắn chun đâu? Gắn chun ơi, Lohan đâu rồi gắn chun? Đố chị biết anh Lohan ở đâu đó. Lohan đâu em? Gắn chun. Ôi em là Trung Huy. Ôi em là Trung Huy. Trung Huy. Em là Trung Huy ạ. Ủa em là Trung Huy hả? Vậy đây là Lohan hay là Căn Chun? Đây là anh Bin ạ. Anh Bin. Thật ra là Căn Chun hôm nay là vắng mặt cho nên là nhờ em điểm danh giùm. Ủa nhưng mà Căn Chun đi đâu vậy mấy em? Em nghe nói là Căn Chun đi hỏi vợ hay là cưới vợ gì đó. Ủa vậy hả? Mà vợ ngoại quốc luôn. Có thiệt không? Dạ thiệt. Dạ. Hello anh, em xin tự giới thiệu thì em là Huyền Anh. Wow, hoa hậu. Wow. Và em đến từ thành phố Thái Bình. Ai cũng nghĩ rằng con gái Thái Bình là một người rất là mạnh mẽ này, quyết đoán và tự chủ trong cuộc sống. Và trong bếp tê tê tê, và trong bếp tê 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 trên bàn. Tê tê tê. Trong gương. Sofa. Sofa. Ê, oh. Ý. Oh. Làm cái gì vậy trời? Trời ơi. Bài này biên đạo ai biên đạo đây? Bọn em có dẫn nhau lên club chơi. Wow. Club, club. Sập xinh. Một lúc sau thì tầm khoảng 15-20 phút sau thì bạn em có nói là bây giờ tao đi mua 10 con gấu đấy cho mày, mày cứ ngồi đây chơi với anh tao, với lại tí nữa tao sẽ mang đồ ăn quay về cho mày. Em vẫn tin, sau khi em có ngồi lại. Và một lúc sau thì anh có những hành động động chạm với em quá. Em còn nói dối là em đi vệ sinh và em phải chuồn mất. Đợt đấy em lần đầu em đi game show. Mà em cũng nhớ là gần như là cái show đầu tiên của em. Thì đấy là lần đầu tiên em bị quấy rối tình dục ở ngay trong cái phòng thay đồ ấy. Và suốt cái show ngày hôm đấy là mặt em nó không thể tươi tỉnh, nó không thể tỉnh táo, nó không thể bình thường để quay nốt cái show đấy. Mọi người bảo là sao cái show đấy nhìn mặt em nó kiểu u uất ấy.